giờ học cuối năm ở một trường trung học phổ thông tại Hà Nội. Cảnh tượng không mới, nếu không muốn nói là đã rất quen thuộc vào các dịp trước kỳ thi tốt nghiệp. Việc duy trì sự nghiêm túc trong các tiết học theo thời khóa biểu như yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo xem ra là điều rất khó thực hiện. Với cách thi hiện nay thì em nghĩ là học sinh sẽ không tập trung vào những môn không chọn thi nữa. Và dù Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nhắc nhở, cảnh báo các trường không được nhanh chóng kết thúc môn học để dành thời gian cho các môn thi, thì trên thực tế điều đó vẫn xảy ra. Thi tốt nghiệp thì đối với em và đối với tất cả các bạn thì là nhẹ nhàng, không có gì căng thẳng. Tại hiện nay lớp em hoàn thành xong chương trình rồi, thi xong rồi. Sự tập trung ôn luyện lẽ ra phải được thấy trong giờ học các môn toán và ngữ văn là hai môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Quyết định thay đổi số môn thi, cách ra đề thi và cho học sinh tự chọn hai trong số 4 môn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian qua đã khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực vì lo ngại những khó khăn mà các giáo viên và học sinh có thể gặp phải. Nhưng xem ra sự lo lắng đó là không cần thiết. Nhiều học sinh hiện nay chỉ tập trung vào các môn đi thi đại học, bất chấp việc cách ra đề rất khác của môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Bởi vì là kỳ thi tốt nghiệp thì không quá là quan trọng, kể cả điểm dưới trung bình, vì theo cách tính điểm hiện nay thì kể cả dưới trung bình, không dưới trung bình thì vẫn đỗ. Cái việc ôn thi tự chọn nó không đồng đều, nên là trong cái quá trình vừa dạy vừa ôn thì cũng có những em là tập trung vào cái môn chính cái tiết dạy đấy, nhưng mà cũng có những em thì do cái việc tự chọn nó không đúng cái tiết dạy đấy thì cái việc tập trung của học sinh là nó ít nhiều là không đồng bằng. Mới chỉ kiểm tra đợt 1 với 28 trường trung học phổ thông trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phát hiện nhiều trường ngoài công lập không thực hiện nghiêm túc chương trình theo quy định. Thời lượng các môn như giáo dục quốc phòng an ninh, công nghệ, thể dục, tin học đều bị cắt xén để luyện thi và tăng cường cho các môn khác. Và tôi tin chắc là cái cách mà đưa ra phương án tính điểm công nhận kết quả tốt nghiệp ấy của bên bộ đưa ra thì năm nay kết quả học sinh vẫn cao. Như vậy dù có đổi mới, có giảm áp lực thi cử cho học sinh thì cũng không hẳn đã đồng nghĩa với chất lượng giáo dục cũng được thay đổi. Hiện nay thì chúng ta quá chú trọng là thi cái gì và thi như thế nào mà chúng ta chưa quan tâm đến việc xây dựng thái độ đúng đắn cho học sinh trong từng môn học. Chúng ta đang mong đợi một cái đề án phải thay đổi triệt để cái mục tiêu đào tạo, chứ không phải là chạy theo thành tích, chạy theo số điểm hay chạy theo cái lối này lối kia, và do đó đẻ ra hết tiêu cực này đến tiêu cực khác. Nói như vậy không có nghĩa là không ủng hộ việc cải cách thi cử, nhưng không phải cứ giảm tải là xong, mà việc cần thiết hơn hết là sau việc giảm tải đó, chúng ta sẽ làm gì để giáo dục đi vào đúng bản chất. Nếu không, mọi thay đổi sẽ chỉ là hình thức.